Trân trọng kính chào khán giả của VTV. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình Điểm tin trong ngày. Hôm nay là ngày thứ 27 tháng 7 năm 2023. Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay Tổng thống Nam Hàn là ông Yoon Suk-yeol đã có cái họp báo với lại là họp với lại gọi là bộ tình phụ trách về tình trạng khẩn cấp, bởi vì tình trạng lũ lụt ở bên Nam Hàn làm cho tới 40 người thiệt mạng, bao gồm hàng chục người bị chết trong cái gọi là cái đường mà đi ở dưới cái freeway. Do mưa lớn, nước sông dâng lên và một cái con đê bị vỡ, cho nên là nước nó tràn vào trong những cái khu vực đường xá. Và theo Bộ Nội vụ của Nam Hàn cho biết là có 9 người bị mất tích và 34 người khác bị thương khắp nước Nam Hàn. 12 người bị chết, bao gồm 3 người bị chết trong đêm qua trong một cái gọi là hầm ở thành phố Jeonju, cách thủ đô Seoul khoảng 110 cây số về phía nam. Rồi trong vụ này có 16 chiếc xe, bao gồm một chiếc xe bus, bị kẹt ở dưới nước, ở dưới cái gọi là cái hầm cầu, khi mà cái con đê của cái sông nó vỡ, nước nó tràn ra. Điều này cho thấy là có vấn đề ở tại Nam Hàn trong cái chuyện mà bảo vệ các cái hệ thống đê điều. Một số tài xế nói rằng cái con đường mà đi ở dưới cái cầu này là lâu nay đó, là người ta biết là sớm muộn thì nó vỡ đê, nhưng mà có báo chính phủ nhưng mà chính phủ vẫn không làm gì và cũng không cấm người ta đi dưới đây, thành ra người ta vẫn tiếp tục người ta đi. Về phía Tổng thống Yoon thì ông vừa trở về sau khi đi bất ngờ cùng với phu nhân đi qua bên Ukraine, và ông đã họp cuộc họp khẩn cấp với bộ phụ trách về tình trạng khẩn cấp để đánh giá tình hình. Và ông nói rằng là bây giờ khu vực này rất nguy hiểm và yêu cầu người ta không được đến, và yêu cầu những người ở đây di tản ra cho tới khi mà nước nó bớt đi. Cũng liên quan đến vùng Đông Á thì thưa quý vị, sáng ngày hôm nay Trung Quốc chính thức mạnh mẽ phản đối Hoa Kỳ, vì Hoa Kỳ sắp tới sẽ cho ông William Tai, hiện tại đang là phó tổng thống Đài Loan và là ứng cử viên của đảng đương quyền, ra ứng cử tổng thống. Ông này sẽ ghé ngang qua Hoa Kỳ trên đường đi thăm Paraguay. Sáng nay khi được hỏi về chuyện này thì bà Mao Ninh là phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói thẳng ra Trung Quốc là quốc gia duy nhất đại diện ở tại nước Mỹ, và Trung Quốc đã mạnh mẽ phản đối bất kỳ cứ một hình thức nào trong cái quan hệ giữa Đài Loan và Hoa Kỳ, và Trung Quốc mạnh mẽ phản đối cái chuyện mà những ứng cử viên mà những người tuyên bố là sẽ độc lập hoặc tách Đài Loan ra khỏi Trung Quốc thăm Hoa Kỳ dưới bất kỳ hình thức nào, dưới bất kỳ cái tên nào. Đó là theo bà Mao Ninh nói như thế. Và bà Mao Ninh cũng cho biết là Trung Quốc theo dõi sát sao tình hình này và sẽ có biện pháp mạnh mẽ để mà bảo vệ chủ quyền cũng như lãnh thổ của Trung Quốc. Về phía Đài Loan thì xác nhận là William Tai sẽ đi qua Uruguay vào giữa tháng 8 và trên đường đi sẽ ghé qua Mỹ để mà quá cảnh ở đó. Đáp lại chuyện này thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Antony Blinken cảnh báo Bắc Kinh sáng ngày hôm nay là không nên dùng bất kỳ một sự quá cảnh nào của Đài Loan để mà làm một tình hình tệ hại thêm. Thì thưa quý vị, ông William Tai có cái vấn đề là khi bây giờ ông ra ứng cử thì mục đích của ông đó là ông nói rằng ông tuyên bố Đài Loan có thể là sẽ coi như độc lập, ngược với cái đảng đối lập của ông hiện nay là đảng Kuomintang, là quốc dân đảng đó, thì nói rằng là sẽ thống nhất với lại Trung Quốc, thành ra hai cái đường lối của cái đảng dân chủ là cấp tiến do bà Thái Anh Văn đứng đầu và là ứng cử viên vào William Tai thì nó khác với cái đảng Công Minh Tăng. Thành ra khi mà William Tai mà ghé qua Mỹ cho dù là quá cảnh thì Trung Quốc phản đối. Trở lại với Hoa Kỳ, thưa quý vị, cách đây mấy ngày thống đốc tiểu bang Iowa là bà Kim Reynolds đã ký một cái đạo luật cấm phá thai sau 6 tuần lễ. Thì ngày hôm nay một chánh án liên bang ở Iowa đã ra lệnh tạm thời ngừng cái lệnh này. Đó, thì coi như là sau khi bà Kim Reynolds ký cái này thì nó cũng tương đương giống như cái ở Florida. Florida thì ông thống đốc Ron DeSantis cũng cấm phá thai sau 6 tuần. Thì bà Kim Reynolds hiện nay là đang coi như có thể nói rằng là đang đứng về phía ông Ron DeSantis trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Vừa rồi bà có đi vận động cùng với vợ ông Ron DeSantis. Thì bà và ông Ron DeSantis giống nhau chỗ đó. Nhưng mà ngày hôm nay ông chánh án ông bảo là hey, không có được thực hiện cái này, tạm ngưng để tôi xử. Thì có nghĩa là phụ nữ Iowa cho đến giờ phút này vẫn được quyền phá thai cho đến khi tòa ra phán quyết cuối cùng. Cũng liên quan đến sức khỏe, thưa quý vị, sáng ngày hôm nay một báo cáo về y tế cho biết là đa số những người bị bệnh Alzheimer ở Mỹ là bệnh mà gọi là đãng trí đó,
thì đều tập trung ở miền Đông và miền Đông Nam Hoa Kỳ. Đó là theo cái thống kê mới nhất của cái hội Alzheimer cho biết. Điều này thì là họ dựa trên cái số dân và số tuổi của những người bị bệnh ở vùng này. Các nhà nghiên cứu cho biết là họ hy vọng với cái con số này, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về cái vấn đề địa lý của các khu vực mà có những người bị bệnh Alzheimer, để mà chính quyền liên bang có thể sử dụng cái tiền y tế, cái ngân quỹ y tế để mà tập trung cho những cái vùng này nhiều hơn, để giúp người ta chữa những cái bệnh này, tức là làm cho những người lớn tuổi đó bị giảm trí nhớ đó, nó chậm lại đó. Thì hiện nay thưa quý vị, theo thống kê của cái nhóm này ở trong Medicare và Medicaid đó, cái chương trình mà của chính phủ đó, thì hiện nay đó là chữa bệnh cho Alzheimer cho một người trung bình là $50,000 một năm. Trong đó đó thì thưa quý vị, năm 2022 không đó, cái chi phí này nó được ước tính là khoảng $321 tỷ. Thì bây giờ người ta hy vọng là cái thống kê này cũng với số tiền này có lẽ là sẽ chữa nó đúng hơn, tức là thay vì đều chảy đều hết, người ta sẽ dồn về miền Đông và miền Đông Nam Hoa Kỳ, nơi đó có số người bị nhiều hơn, thì nó sẽ hiệu quả hơn, thay vì tiền chia đều đến những nơi khác mà những người ít bị hơn. Thì đó là cái thông tin mới nhất liên quan đến cái bệnh mà đáng chí là bệnh Alzheimer. Quay sang Việt Nam thưa quý vị, ngày hôm nay tòa án ở tại Hà Nội bất ngờ tạm ngưng cái phiên xử 54 người trong vụ chuyến bay giải cứu mà hối lộ hàng trăm tỷ đồng. Thì hội đồng xử án cho biết là họ tạm thời ngưng để các bị cáo nộp thêm chứng từ khắc phục hậu quả. Đó là họ nói như thế. Tuy nhiên họ cũng đã coi như là tuyên án, đề nghị tuyên án một số người. Trong đó ví dụ như ông Phạm Trung Kiên, trước đây là thư ký của Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, bị tố cáo là nhận hối lộ trắng trợn nhất, nhiều nhất và bị đề nghị án tử hình. Riêng cựu Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng bị đề nghị 12 đến 13 năm. 21 người ở nhóm nhận hối lộ bị đề nghị mức án từ 2 đến 20 năm tù. Đã. Còn cái nhóm mà đưa hối lộ, nhóm đưa hối lộ thì có 24 bị cáo, bị đề nghị cao nhất là ông Lê Hồng Sơn 11 đến 12 năm tù, thấp nhất là bà Đào Thị Trung Thúy, lao động tự do, bị 12 đến 18 tháng tù treo. 22 trường hợp còn lại bị đề nghị từ 18 tháng tù đến 11 năm tù. Hội đồng xử án cũng yêu cầu làm rõ vai trò của Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên là sếp cũ của ông Phạm Trung Kiên, là tại sao Phạm Trung Kiên nhận tiền tổng cộng hơn 250 lần. Liệu ông Đỗ Xuân Tuyên có biết hay không? Và liệu ông Đỗ Xuân Tuyên có dính gì trong vụ này hay không? Đó là cái yêu cầu của hội đồng xử án. Cũng liên quan đến Việt Nam thì thưa quý vị, ngày hôm qua bản tin của Reuters cho biết là trong những ngày tháng tới, trong tháng 7 này, ông Võ Văn Thưởng, Chủ tịch nước của Việt Nam sẽ sang thăm chính thức Vatican và sẽ hội kiến Đức Giáo Hoàng Francis. Nhân dịp này hai bên sẽ chính thức là đồng ý để mà Vatican mở đại diện thường trú tại Việt Nam. Đây là một bước rất quan trọng và có là một dấu hiệu có thể trong tương lai giữa Vatican và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao. Lâu nay thì giữa Việt Nam và Vatican thì không có quan hệ chính thức, bởi vì từ năm 1955 Việt Nam đã tuyên bố Vatican và Giáo hội Công giáo Việt Nam là chuyện riêng tư và giáo hội, thì Việt Nam không có xen vào. Mãi đến năm 1973 thì lần đầu tiên Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã tiếp ông Xuân Thủy, lúc đó vai trò là Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam. Và đến năm 1989 thì Việt Nam cho phép đại diện Tòa Thánh vào thăm Việt Nam. Rồi bắt đầu từ 2007 mới có tiếp xúc cấp cao, dẫn đầu đầu tiên là chuyến thăm Vatican của ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào năm 2007. Và từ đó cho đến bây giờ là hai Đức Giáo Hoàng Benedict XVI và Francis đã tiếp coi như tổng cộng 6 lần lãnh tụ của Việt Nam, mà trong đó 5 người, có nghĩa là ông Nguyễn Tấn Dũng đi 2 lần, một lần 2007 và 2014. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đến Vatican năm 2013. Và gần đây nhất là ông Trần Đại Quang đến Vatican năm 2016. Và trong tháng này ông Võ Văn Thưởng đến, thì như vậy lần đầu tiên trong 7 năm Đức Giáo Hoàng lại tiếp một chủ tịch nước Việt Nam. Và cuối cùng là tin liên quan đến giải vô địch bóng đá nữ thế giới sắp sửa bắt đầu trong 3 ngày nữa, là ngày 20 tháng 7. Thì trong những ngày qua có những tin đồn là huấn luyện viên Mai Đức Chung bị cắt quyền chỉ đạo đội tuyển nữ Việt Nam. Lý do là ông Chung không có cái bằng chuyên nghiệp gọi là pro của FIFA và sẽ không được trực tiếp chỉ đạo đội tuyển nữ. Và như vậy là ông sẽ chỉ đạo gọi là không chính thức, ông vẫn chỉ đạo trực tiếp nhưng mà ông không được mang cái bằng gọi là huấn luyện viên, tức là không có được coi là huấn luyện viên chính thức đó.
Thì như vậy nhiều khả năng thì bà Đoàn Thị Kim Chi, tức là trợ lý của ông Mai Đức Chung, sẽ vào vị trí huấn luyện trưởng và huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam. Bà Đoàn Thị Kim Chi năm nay 44 tuổi, có ông Mai Đức Chung đã 72 tuổi. Tuy nhiên thì đến ngày 15 tháng 7 vừa qua, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã khẳng định là chuyện đã không có, và họ đã xác định lại là theo quy định của FIFA thì đúng là những người làm huấn luyện viên tham dự đội tuyển World Cup thì phải có bằng chuyên nghiệp pro huấn luyện viên. Tuy nhiên cái này chỉ áp dụng đối với giải World Cup nam, chứ giải World Cup nữ thì không áp dụng. Cho nên ông Mai Đức Chung vẫn được đăng ký chính thức là huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nữ và trực tiếp điều khiển các cô gái vàng của Việt Nam. Và như vậy là những thông tin đưa ra trong những thời gian qua là không có sự thật. Ông Mai Đức Chung được người ta gọi là huấn luyện viên kim cương, sẽ cùng đồng hành các học trò, tức là cô gái vàng Việt Nam trong giải World Cup bắt đầu ngày 20 tháng 7 này. Và trận đầu tiên đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Mỹ vào ngày 22 tháng 7, sau đó gặp đội Bồ Đào Nha 27 tháng 7 và Hà Lan ngày 1 tháng 8. Trước đó thì đội tuyển nữ Việt Nam đã hai trận giao hữu với nước chủ nhà là New Zealand bị thua 0-2 và gặp đội Tây Ban Nha bị thua 0-9. Tuy nhiên thì giới gọi là cổ động viên Việt Nam vẫn kỳ vọng là đội tuyển nữ bóng đá Việt Nam có thể ghi bàn ở tại giải này. Và người ta yêu cầu mọi người ủng hộ, đây là lần đầu tiên đội tuyển nữ Việt Nam tham dự World Cup 2023. Và đó là những tin đáng chú ý trong phần điểm tin trong ngày hôm nay gửi đến cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào chương trình sau.